Chào mừng đến với căn cứ anh em 001 của tuyển dụng. Tôi những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay tôi sẽ ăn mì avocado vị gà cay phô mai của Coreno. Bên trong rất là cơ bản, có mì, gói gia vị, gói rau, gói dầu. Tôi sẽ quay trở lại sau vài phút nấu mì và nấm chín chấm. Thành Thanh, đầu bếp tuyển anh dụng tôi đã quay trở lại cùng chiếc tô trái dâu thân yêu. Cái này thì mình nấu theo các bước nấu mì cơ bản thôi. Gói gia vị vào trước, tiếp đó là gói dầu, và trộn đều. Bình thường thì tôi hay ăn mì nước vị kim chi với nấm của Coreno. Nay mới thử cái phiên bản mì xào, không biết có ngon không. Nghe mùi thì thấy hơi hấp dẫn rồi á. Xong, giờ cho topping vô. Một miếng trứng chiên và một ít kim chi. Thấy ở dưới bếp còn dư chai trà ô long xoài của Koji, cho nên là xuống nhẹ để ăn khuya luôn. Mọi thứ đã sẵn sàng, ăn thôi. Wow, vị cực kỳ giống nước lẩu tteokbokki luôn. Hơi the the chứ không có cay hỗn đâu nè. Ăn cùng với kim chi chua chua giòn giòn, ta nói đúng bài. Có ai nghe thấy âm thanh rợp rợp của kim chi và nấm kim châm không? Đã tai gì đâu luôn á. Bình thường các bạn hay comment là tôi ăn hay nghe tiếng quá. Thực ra thì lúc edit video tôi có thể bỏ tiếng đi, nhưng mà như vậy nghe đâu có thèm đúng không nè. Uống miếng ô long xoài nào. Vị chua nhẹ thoang thoảng mùi xoài, nhưng mà không có thấy vị ô long nha. Uống một ngụm mà sự đậm đà của mì và kim chi đã trôi đi hết. Trong khoang miệng chỉ còn đọng lại mùi xoài thôi. Nếu mà bỏ cái chữ ô long ra khỏi chữ xoài thì nước này xứng đáng 8 điểm nha. Tiếp tục công cuộc ăn đêm thôi. Mặc dù mì tên là gà cay phô mai, nhưng tôi không thấy gói bột phô mai đâu. Lúc ăn cũng không thấy mùi phô mai hay gì luôn. Rồi nào mà là tín đồ của phô mai, mua mì này ăn thì nhớ mua thêm phô mai lát nha. Kim chi, trứng gà và mì này đúng là sự kết hợp đến từ vũ trụ. 10 điểm luôn. Tôi đã ăn sạch sành xanh tô mì. Một buổi ăn đêm quá là ngon lành. Dọn dẹp rồi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với các anh em 001 của tuyển dụng tôi. Người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro nghe chầu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay tôi sẽ ăn một chiếc mì sam giang mà tôi tạo được trong chuyến đi Hàn Quốc. Bao bì có màu chủ đạo là trắng xanh kẻ sọc, khác lạ hẳn so với mấy gói sam giang có in hình chú gà như chúng ta thường thấy á. Gia vị đi kèm thì có gói sốt cay và gói rong biển thôi, chứ nó cũng không có gì đặc biệt á. Theo như tôi tra Google thì gói này là samjang bibimbap mien. Người ta đã bổ sung thêm cái tinh bột khoai tây vào sợi mì để nó dai ngon và cũng giảm thiểu tác hại cho sức khỏe. Phần sốt cay này thì được làm từ bột ớt và củ cải thay vì là sốt ớt Hàn Quốc như các gói samjang khác nha. Người ta nói như vậy thì sẽ giúp chúng ta ăn cay mà vẫn rất là clean. Clean spicy taste nha. Dù vậy thì tôi thấy mùi của em này là hơi hăng hơn so với mấy loại mì cay thông thường nè. Màu của nước sốt nó cũng đậm hơn thì phải. Và bình thường thì tôi rút ít sốt cay hơn, mà sợi mì nó không có đậm màu. Còn em này thì tôi cho có một xíu thôi mà nó đã đậm màu như thế này rồi. Bữa lúc Facebook thì thấy em soda chip chip trông có vẻ thú vị nè, cho nên là mua về uống thử. Tôi mua 3 vị lận nhưng mà hôm nay sẽ uống vị nho trước. Còn vị sữa dâu và cam thì hẹn mọi người ở buổi ăn đêm tiếp theo nha. Nhâm nhâm thôi nào. Ủa, ngửi thì thấy rất là hăng. Tưởng rất là cay nhưng mà ăn vô nó không có cay xíu nào ha. Sợi mì thì nó cũng khá quen thuộc. Chắc là vì nó có khoai tây nên là nó giống sợi mì omachi của Việt Nam á, chứ nó không phải sợi mì Hàn Quốc thông thường của samjang mà tôi hay ăn. Chuyển sang uống soda xem. Ui, soda ngon nha. Mùi nho thì nhẹ nhẹ, vị ngọt thì vừa đủ. Chắc là do tôi uống với đá nên là cũng giảm được độ ngọt khá nhiều á. Mỗi tội là nó kiểu hơi nhiều ga một xíu. Tôi cho 8 điểm thôi. Tiếp tục công cuộc ăn đêm. Tổng quan thì tôi thấy vị của em này á, nó khá giống với cái mì samjang lai lần trước mà tôi ăn nha. Mà theo như thông tin của hãng ghi thì hai em cũng kiểu như nhau á. Kiểu như là giúp cho cái vị cay nó nhẹ nhàng và bớt nồng á. Còn cái điểm khác biệt nhất có lẽ chính là cái sợi mì khoai tây. Ai chưa xem clip ăn mì samjang lai hoặc là muốn xem lại để so sánh thì có thể ấn vào cái đường link ở góc bên phải màn hình nha. Mì mà ăn chung với chút chích thì ngon khỏi phải bàn rồi. Này lại có thêm nấm kim châm rồi chả cá Hàn Quốc lại càng ngon hơn. Tôi cực kỳ thích ăn nấm kim châm luôn á. Chắc là mọi người hay xem kênh tôi thì cũng biết rồi ha. Mặc dù em mì cay này không có quá lạ nhưng mà tôi vẫn thấy rất là ok le.
xứng đáng 9 điểm. No quá là no, dọn dẹp rồi kéo mình kéo gói đi ngủ đây. Hẹn gặp mọi người ở buổi ăn đêm tiếp theo, bye bye. Chào mừng đến với căng căng đêm 001 của tụi ăn dụng tôi. Nhiều người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngồi đây kêu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Hôm nay đi làm được bà chị đồng nghiệp cho bịch bún ốc lý tưởng thất phiên bản mới nè mọi người. Bà kêu là thấy tôi hay quay review nên là bà cho tôi một phần ăn thử. Phiên bản mới lần này á thì có bao bì màu hồng pastel siêu xinh nha. Thực ra là lần trước tôi thử món này không có thành công lắm nên là cũng hơi ngại ngùng. Nhưng vì không muốn người chị đồng nghiệp buồn cho nên là tôi mới ăn thôi đó nha. Wow, không những bao bì bên ngoài màu hồng mà có cuốn với mấy cái gói topping bên trong cũng lấy màu hồng làm chủ đạo luôn nè. Tôi bày ra đây để mọi người xem cho rõ nha. Với kinh nghiệm ăn bún ốc nội địa của tôi thì tôi đoán đây chính là tàu hủ ki và đậu phộng. Em này thì nhìn nó có vẻ giống củ cải ha. Còn này là rau củ muối chua hả ta? Bịch này chắc chắn là bún rồi vì chạm vào thấy sợi khá cứng cứng á. Bịch này thì là sốt gì đó. Hai em tròn tròn này là trứng cút chăng? Gói sa tế và gói giấm. Pha nội ly chính là gói măng chua. Nói chung là các gói khá là nhiều so với bịch bún ốc Vĩnh Châu hôm trước á. Tôi cho hết gói chất lỏng bự nhất vào nước trước nha. Tiếp theo là mấy gói gia vị với topping còn lại vào. Các bro có nhớ là tôi không có thích mùi của măng ngâm không? Vậy nên là tôi sẽ không cho em nó vô đâu. Nước sôi như thế này chắc là ok la rồi. Nhanh tay nhấc cái nồi xuống thôi. Dạo này thì tôi hay uống Cozy đóng hộp ha. Vì nó rẻ cho nên là tôi mua một lố đủ vị để sẵn ở nhà nè. Ăn thôi ăn thôi. Úi, cay quá. Cấp cứu ngay mới được. Nghe dân tình đồn phiên bản này cay dữ lắm cho nên là tôi quyết định chơi lớn để xem mọi người có trầm trồ. Ai mà dè, người trầm trồ nhất lại là tôi hu hu. Tôi không ngờ là nó cay tới như vậy luôn á. Sợi bún y như là sợi bún tươi của Việt Nam mình. Nhưng mà lần này tôi nó không có quá lâu nên là thấy bún có vẻ dai hơn. Tôi không dám húp cái phần nước bún luôn. Mới ăn cọng bún và mấy cái topping thôi mà đầu lưỡi của tôi đã tê hết lên luôn rồi. Giờ không còn cảm nhận được vị gì để mà diễn tả cho các bro luôn á. Nước mắt nước mũi thì thi nhau chảy tè le. Bạn nào muốn ăn thử thì cho sa tế vừa vừa thôi nha. Chứ đừng có chơi lớn như tôi hu hu. Nói chung là phiên bản này cay gấp 10 lần bản cũ. Về vị thì cũng cơ bản giống nhau thôi. Sau một hồi hít nước mũi nhiều hơn hít drama thì tôi cũng đã ăn hết tô bún rồi nè. Ai muốn thử thách đồ ăn cay của bản thân thì ấn vào đây để mua ăn thử nha. Tôi dọn dẹp rồi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với căng căng đêm 001 của tụi ăn dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro người đã chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Đi làm về tới nơi, tôi liền nhận được hung tin. Hôm nay mẹ không nấu cơm tối. Nhưng mà không sao không sao. Tụi ăn dụng tôi lúc nào cũng có sẵn đồ ăn đêm nha. Không ăn đêm thì mình ăn tối cũng được nè. Mọi người chắc chưa quên miếng cay trùng khánh nội địa Trung này ha. Tôi đã từng ăn mấy phiên bản tương tự nhưng là của hiệu ba con sóc á. Còn cái này là hiệu bé bò nha. Không biết về vị thì có gì khác biệt không. Chứ về bao bì thì vẫn là dạng giấy quen thuộc nha. Hiệu bé bò nên là in thêm mấy em bò ở nắp và thân hũ nhìn cưng xỉu. Rồi, giờ xem bên trong có những gì nè. Một gói giấm, muối, sa tế, đậu phộng, dầu thực phẩm và hành khô. Cuối cùng sẽ là chiếc tinh ba màu vàng này. Thử thách ăn hết tất cả các gói gia vị, không chừa lại bất cứ thứ gì. Get go. Thêm nước nóng và phong ấn bằng cây đinh ba thần thánh nè. Rồi, ngồi chờ miếng nở chắc là cũng lâu á, cho nên là tôi sẽ uống trà vải Cozy mà bà chị đồng nghiệp mới cho tôi hồi sáng. Úi, lúc ngửi thì nghe mùi vải. Nhưng mà không hiểu sao uống vô lại thấy mùi trà xanh không độ. Nhưng mà nó không có chua chứ không có đậm mùi bằng trà xanh không độ nha. Mà vị vải thì biến đâu mất tiêu rồi ta. Mà thôi, quên em nhân vật phụ này đi. Quan trọng nhất vẫn là nam chính, miếng cay trùng khánh này. Kiểm tra thử xem chín chưa ha. Vừa mở nắp là đã có mùi sọc thẳng lên mũi. Kiểu như là thuốc bắc á. Tôi không ưng cái mùi này lắm nhưng vẫn cứ là ăn thôi ăn thôi. Sợi miếng dai dai đúng chuẩn. Nhưng mà tôi thấy có mùi hơi kỳ một xíu. Cái mùi này thì chỉ thấy lúc ngửi thôi chứ lúc ăn thì nó vẫn bình thường. Vị súp thì nó chỉ the the chứ không có cay tê lưỡi như là đợt tôi ăn miếng cay hiệu ba con sóc nha. Ai muốn xem lại review miếng ba con sóc thì nhìn ở góc bên phải màn hình nè. Uống miếng nước lấy sức để ăn tiếp. Dù trà vải không thấy vị vải đâu nhưng mà uống vô cái là hết the liền luôn á. Nếu mà bỏ tiêu chí vị vải ra thì trà này cũng khá xịn sò khi mà ăn mấy cái đồ cay nóng nè. Đã đủ sức, xin mời quay lại tiếp tục công cuộc ăn uống. Nước dùng này kiểu siêu chua, chua giống như mấy gói mì lẩu Thái á. Đối với tôi thì đồ chua này ok, nhưng mà tôi không biết là nó có đúng cái vị trùng khánh không nữa. Ai từng ăn miếng trùng khánh chính gốc rồi thì cho tôi biết xem vị của nó ra làm sao nha. Ai muốn ăn thử mấy món bữa giờ tôi ăn
thì có thể vô TikTok shop của tôi để rinh mấy em nó về. Nó đây rồi, dọn dẹp đi ngủ thôi, mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với căn căn đêm không có một của tuyển dụng tôi, như người bạn chờ sẵn trong đó rồi. Hai rồi, đẹp lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Đi làm về mẹ kêu shipper mới ship cho tôi một bịch đồ ăn gì gì kìa. Quá nôn nóng cho nên là tôi bỏ cơm mà lấy ăn liền liền luôn. Và bịch đồ ăn gì gì của mẹ tôi chính là em bún ốc Liễu Châu này nè. Như mọi người đã xem hoặc chưa xem thì bún ốc nội địa chung tôi đã ăn phiên bản của Lý Tử Thất rồi. Bao bì này thì có màu chủ đạo là trắng đỏ, khác với cái bịch vàng của chị Lý Tử Thất. Nhưng mà tiếng Trung nhìn cũng không hiểu gì chưa. Cùng unbox xem bên trong có những gì. Thành thanh, có quá là trời gói luôn á. Đi bắt nồi nước sôi lên rồi khám phá xem mấy cái gói này là gì nha. Bún này thì cũng cần phải nấu y như cái cách nấu bún Lý Tử Thất. Khi mà nấu xong thì mới cho các gói gia vị khác vào. Này là gói trong biển. Còn gói này hình như là gói rau củ muối chua. Theo như kinh nghiệm ăn bún ốc Lý Tử Thất thì là vậy. Tiếp theo sẽ là một gói sa tế. Thực ra thì tôi không ăn quá cay. Nhưng mà nếu đồ ăn ngon thì tôi sẽ ráng ăn cay nha. Nhìn thì cũng có vẻ ok la rồi nè. Nhanh tay nhấc cái nồi xuống thôi. Cuối cùng cho thêm ván đậu giòn với đậu phộng nữa là hoàn thành tô bún ốc Liễu Châu. Đi cùng với tô bún ốc ngày hôm nay thì đó chính là trà tắc mật ong Cozy. Ui, khói bốc lên quá trời rồi. Nhâm nhâm. Nóng quá trời quá đất à. Tôi sẽ ăn một đũa thiệt lớn và húp thêm miếng nước. Em bún ốc Liễu Châu này thì hơi cay hơn bún ốc Lý Tử Thất mà lần trước tôi ăn. Nhưng mà độ cay thì còn ở cái mức chấp nhận được, không có kiểu cay xé họng nha. Nó vẫn có cái mùi nồng nồng kiểu đặc trưng của bún ốc á. Uống miếng trà tắc mật ong cho cái vị cay nó dịu đi ngay nè. Gói khi nãy thì đích thực là gói rau củ muối chua luôn. Ăn kiểu hơi giòn giòn và chua nhẹ. Và vẫn là câu hỏi lớn chưa lời giải đáp của tôi. Tại sao gọi là bún ốc nhưng chả thấy một con ốc nào? Thực sự là tôi rất hy vọng có mấy cái con ốc khô ở trong này nha. Hay là cái món này bản gốc không ăn liền nó đã kiểu không có ốc rồi. Ai mà biết thì comment cho tôi nha. Tô bún này thì khá to nên là bro nào có sức ăn hơi yếu thì nhớ rủ thêm bạn bè ăn chung. Còn ai mà sức ăn quân đội như tôi thì... Hôm bữa nằm lướt Facebook thì tôi thấy em bún ốc Liễu Châu này có quá trời mẫu mã và nhãn hiệu luôn. Ai là tín đồ của đồ nội địa Trung thì comment ở bên dưới cho tôi biết xem mấy nhãn hiệu khác thì nó có gì khác nhau không nha. Cà thôi một hồi thì cũng ăn hết tô bún rồi. Tôi dọn dẹp rồi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn bụng tôi nha.